quý vị và các bạn gặp lại một nhân vật rất quen thuộc ở đâu vậy cô Tí nha? Chú Bạch đây, bạn này là cô Tí gặp ở trong tuổi thần tiên 4 rồi, nhưng mà bạn này không có biết nói. Lúc đó mà cho mà Doraemon cho Duy Ngọc ước mình ước cái có bạn này mới ra phải không? Dạ đúng rồi. Bây giờ năm nay chắc là sau một năm chắc bạn nó cũng biết nhiều điều rồi. Con có thể cho các bạn biết năm nay con mấy tuổi? Mấy tuổi? Nói khó nghe quá. Hai tuổi. Là 2 tuổi á chứ bạn. Trời ơi. Không biết là các bạn có xem phim trên TV không nhỉ? Dạ. Các bạn ở dưới có xem phim trên TV không? Dạ. À, con có xem phim không? Dạ. Con thích nhân vật nào trong phim? Con chó, con chó. Chèo là cái gì vậy? Không phải chèo mà là cô Tí nghe là Hoàng Châu công chúa. Phải không? Tức là công chúa Hoàng Châu Tiểu Yến Tử. Các em có xem phim này không? Có thích nhân vật Hoàng Châu công chúa không? Thiệt không? Vậy thì cho một chàng pháo tay nồng nhiệt sẽ xuất hiện trên sân khấu bây giờ. Cảm ơn nha. Bây giờ mình trang hoàng cho lộng lẫy lên ha. Đúng rồi, mình đóng công chúa Tiểu Yến Tử chứ Bạch. Đúng rồi, cái này dùng đây cho đẹp đó chú. Công chúa Hoàng Châu sắp tới rồi đó. Chú để đây dùng quá đẹp rồi. Chú Bạch ơi, mình chuẩn bị đón công chúa Hoàng Châu nha. Trời ơi, không phải là Hoàng Châu công chúa mà là Hoàng Phù Thủy. Hả? Hoàng Phù Thủy thì đã sao? Chương trình nào cũng có bà Phù Thủy tới hết trơn hết trọi. Chắc bà Phù Thủy tới dùng phép thuật để cúp điện phải không ạ? Không, cúp điện đã có điện lực lo rồi. Vậy là bà Phù Thủy tới đây để biến chú Bạch thành con ngựa Đức làm đôi chạy vòng. À, cái đó thì đã ra băng rồi, ta làm chi lộ mánh. Ủa vậy chứ bà Phù Thủy tới đây làm gì? Chương trình ca nhạc. Trời, bà Phù Thủy làm chương trình ca nhạc với chủ đề gì vậy? Chủ đề hả? Bởi vì ta thấy rằng chương trình tuổi thần tiên chỉ lo cho các em là hiếu học, các em ngoan thôi. Cho nên ta sẽ cạnh tranh với chương trình tuổi thần tiên. Ta sẽ làm chương trình tuổi thần sầu. Ôi, chương trình tuổi thần sầu. Vậy chương trình tuổi thần sầu bà Phù Thủy có cái gì hay không à? Nhiều tiết mục hay lắm, hay hơn tuổi thần tiên. Ca, xiếc, nhạc, ảo thuật, cái gì cũng có hết. Bà Phù Thủy làm ca nhạc thử trước được không? Ca nhạc phải không? Để mở đầu chương trình, ta sẽ hát một bài. Các em đâu chuẩn bị ra binh quả cho ta nhé. Bài hát này do chính ta sáng tác. Bài hát sẽ được phép bắt đầu vỗ tay. Hay quá các em nha. Cái bài này không phải của bà Phù Thủy sáng tác đâu. Hình như cái bài này cô Tí nghe là có trong tuổi thần tiên 3 rồi á. Bài này là của ta đó. Nhưng mà hồi năm ngoái ta mới cái vừa nói cái ý đồ sáng tác nó bị nó chôm, nó đặt trước rồi. Bà Phù Thủy ơi, như vậy bà còn tiết mục nào hay hơn, ly kỳ hơn, hấp dẫn hơn? Hay hơn phải không? Và bây giờ là tiết mục múa ba lê. Ui, múa ba lê hay. Một chàng có tay đồng nhiệt đi các em. Mình sẽ được coi múa ba lê. Wow. Kính thưa quý vị, bây giờ là trận đấu quyền ăn giữa hai đội quân Sa La Gia, tức là quân Xà Lõn Gia, và quân Sa La Đo, tức là quân Xà Lõn Đỏ. Bên đây các em ủng hộ đội vàng nha. Bên đây, bên đây các lầu bạn nha. Ủng hộ đội đỏ nha. Hiệp 1 sẽ được phép bắt đầu. Vô, up, up. Vô, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. À, quân Sa La Gia đã chọt lét quân Sa La Đo. À, còn tôi thêm một trận nữa. Quân Sa La Gia lại tiếp tục níu đầu
đếm lẹ quá chừng lẹ luôn à. Rồi bên kia còn cắn lỗ tai bên này nữa. Rồi Phù Thủy có tiết mục nào thể loại khác nữa không ạ? Bây giờ là tiết mục kể chuyện cổ tích. Các con có thích nghe không? Cái gì kể chuyện cổ tích hay quá chừng. Ngày xưa, ngày xưa có một gia đình nọ, người cha vất vả sớm chiều đạp xích lô. Đó, thấy đạp xích lô dễ thương không? Chú Bạch ơi, người cha phải vất vả đạp xích lô nuôi gia đình, rồi cái mặt nhìn thấy thương dễ sợ luôn á. Đúng rồi, mỗi ngày con phải chở theo một đứa con như vậy, bởi vì mẹ cũng không có nhà. Đứa con khát sữa quá phải bú tay. Còn người mẹ cũng vất vả không kém, sớm hôn cực khổ để mà nuôi đàn con đi học. Người mẹ đi bán hộp vịt lộn. Ai hộp vịt lộn ha? Có chừng đổ kinh. Hộp vịt lộn khuyến mãi đây. Ăn một trấn vịt lộn có được kèm theo trái ớt với lại mấy cọng rau răm. Chú Bạch ơi, đi bán hộp vịt lộn mà bữa nào mà gặp trời mưa chắc là bà mẹ bán ế lắm đó chú Bạch. Đúng rồi, mỗi khi bán ế như vậy cả nhà phải ăn trấn vịt lộn trừ cơm, trong lòng buồn rười rượi. Dễ thương không? Thôi đi bán chỗ khác đi cưng. Có chừng đổ. Và hai vợ chồng này còn có một đứa con rất là dễ thương, rất là hiếu thảo và học rất là giỏi. Hằng ngày cậu bé phải đi học trên một đoạn đường rất dài, trời nắng chang chang, nhưng không lúc nào cậu than vãn mà chỉ lo học mà thôi. Đỡ cái cặp rất là nặng, bởi vì cậu học rất nhiều môn, chứa rất nhiều sách vở, giống cái cặp của các con không? Đó, thấy tội nghiệp ghê không? Trời ơi, cậu học trò nghèo mà cái mặt nhìn thông minh dễ sợ luôn. Nhưng sao nhìn hơi bị già, chắc học thêm nhiều lắm. Chính vì học nhiều như vậy cho nên cậu bé đã đỗ đạt. Và mặc dù cậu lo học như vậy nhưng mà các bạn của cậu lại không lo học, mà chỉ lo ăn chơi đua đòi đua xe lạng lách. Các em ra ra đây. Trời ơi, không lo học mà lo đi đua xe lạng lách ngoài đường. Thế nào cũng gây tai nạn cho coi. Hư quá là hư luôn. Thấy chưa? Không lo học hành, lo đua xe lạng lách nè, gây tai nạn cho mình quay. Đấy nha. Được rồi. Thôi được thôi. Đi đường một chiều. Đó, thế nào cũng gây tai nạn giao thông cho coi. Đã đi đường một chiều mà còn lại chống đối người thi hành công vụ nữa. Nó còn hành hung con đó đâu. Khoan, Phù Thủy ơi, Phù Thủy ở lại đi. Và Phù Thủy có thể diễn thêm một chút xíu gì nữa không? Bà Phù Thủy ơi, bây giờ bà Phù Thủy yêu cầu bà Phù Thủy có tiết mục nào hấp dẫn hơn, nhỏ hơn không? Nhỏ hiền. Được rồi, để đáp lại lời yêu cầu của đông đảo các bạn đã điện thoại và email đến cho ta, ta sẽ diễn thêm một tiết mục nhỏ xíu thôi, đó là voi uống dẹo trên đít ly. Chúng ta vỗ tay theo nhạc cho sớm nha. 2, 3, up, up, up. Dạ, chú voi rất to như thế này mà lại nhảy theo nhạc rất là nhẹ nhàng. Alibaba. Một em nữa ra đây.
Những chú voi rất khéo léo, chân bước trên một đường thẳng. Trời ơi, bà phụ nữ ơi, tiết mục này tôi thích nè. Tiết mục này tôi thích là cái này, tiết mục này sợ quá chừng luôn á. Rồi cô thích chạy quá. Bà phù thủy có thể ráng thêm chút xíu nữa thôi. Một tiết mục nữa thôi. Bây giờ muốn xem nữa phải không? Dạ, dạ. Không biết các bạn ở dưới có thích không? Các con có muốn xem nữa không? Được rồi, bây giờ là tiết mục rắn bò trong rạp. Hay quá, rắn bò trong rạp hay quá. Hay phải không? Dạ, hay quá, biểu diễn liền. Thả rắn ra. Trời ơi, thả rắn ra, hay vui quá. Nhưng mà tớ mới học thả ra chứ chưa có học cái phép thu nó trở lại. Thôi được rồi, không muốn xem phải không? Thôi được rồi, thôi ta đi đây vô rộng mà dắt voi đi uống sữa. Goodbye, see you again.